chở ta. Theo tao qua lấy xe. Ừ. Chỉ tao trồng cái áo phiện nha. Ê, cái nhà của mày bán bao nhiêu vậy? Tuấn Tài bia ra test bán có 15, 10, 10, 10 mấy chai nhiêu mà. Không bán. Nhà để anh trồng cần sa. Tao không đâu mua đâu, tao hỏi giá cho vui mà. Tao tiền đéo đâu mua. Thùng bít ram giờ xử lý chứ bị tụi nó kiện, mà kiện ngu á, nó chưa học luật trước khi chơi á. Để đi kiện kiện ai đi.